Hi và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong clip lần này. Khởi đầu trận đấu thì mình đang chơi ở cái bản đồ tổ đội đăng kính nha. Và đây sẽ là một trận đấu có X3 là kim cương. Mình đi khởi đầu bằng liên hoàn. Chứ không khởi đầu bằng bánh ngọt nha. Như anh em vẫn bảo là ông này có khi nào bị tiểu đường hay không? Vì sao chưa bánh ngọt nhiều quá mà. Cái không nhìn đẹp phết nhở. Cái khung này nhìn khá là đẹp đấy, nhưng mà nó chỉ tồn tại đến khi mà hết cái chế độ tái hiện 45.5 thôi, chứ không phải là vĩnh viễn mọi người nhá. Đấy. Nó chỉ tồn tại đến hết cái chế độ tái hiện 45.5 thôi, chứ không vĩnh viễn đâu. Mình thì ít khi mà dùng cái gì mà nó không vĩnh viễn. Một cái vuốt rồng à, cho rắc cầm luôn mọi người ơi. Với cái nội tại của cái đánh nhanh tiến độ ấy, thì mình sẽ giảm một vàng khi mua kinh nghiệm và nhận 2 máu và 2 lật đổi miễn phí mỗi khi thăng cấp nha. Top 1 thì đang có cho mình tuyển nhân sự và 4 can trường 2 pháo thủ rồi. Lại xuống này, ông này Akali à, Nina, Nila. 3 kỳ quái. Game này khởi đầu thì mình hơi ít trang bị, nhưng bù lại thì lượng vàng của mình khá là ok. Thường thường ví dụ như mình lựa chọn lõi công nghệ để nhanh tiến độ này thì mình sẽ lựa chọn chữ thua để chơi đi. Nhưng mà game này do khởi đầu như nó ra dàn tướng kiểu liên hoàn ngon quá. Hecarim ở 2 chấm luôn. Castadin và Jack 2 sao ấy. Nên mình lựa chọn luôn chữ thắng. Nếu như ở round sau nha. Round sau ấy mà mình lên level 5 này thì mình sẽ lại lên tròn 100 máu luôn. Đó là một cái điều khá là hay. Thì với combo này này, từ xem nha. Nếu mà chơi để nhanh tiến độ ấy thì nó cực kỳ hợp chơi với combo kiểu là đầu tư. Mọi người nói đầu tư nên là cực ngon nha. Còn quỹ phòng hộ thì không thể ra rồi. Quỹ phòng hộ bây giờ chỉ ra 2.1 mà thôi. Ngày xưa thì còn có thể gọi là vẽ lõi công nghệ ấy. Còn bây giờ rất là khó, bởi vì sao? Lõi công nghệ nó chỉ có những cái lõi công nghệ nó chỉ ra ở round 2 chấm thôi. 2.1 thôi. Độ quá nhở. Cảm giác một con Hecarim 2 sao ở round 2 chấm. Thật sự là không thể tin nổi. Với 15% ra tướng 3 vàng thôi mà ra cho mình quả này luôn. Đỏ. Đỏ điên luôn ấy. Nam châm ma thuật. Bây giờ mà ra một máy nhân bản thì ngon. Đây là con Bruno siêu đồ bếp mọi người nhá. Nhìn khá đẹp. Đây là Bruno siêu đồ bếp với cần chôn 3 của nó sẽ nhảy lên đó. Nhảy xuống một cái nồi nước, nước lẩu. Và thêm một quả trứng nữa ha. Nó mang quả trứng của mình ra để luộc luôn. Mình hồi trước thì cũng rất là thích chơi theo kiểu lối chơi rằng là chơi những con bét mà kiểu là nó không phải là bét tín nhiệm mọi người nhá. Đó, mình thích chơi những con bét kiểu này này, đó. Nhưng bây giờ game nó ra bét tín nhiệm nhiều quá. Thực sự là như vậy luôn. Giờ game nó ra nhiều bét tín nhị quá. Nên cũng muốn sở hữu một vài con. Còn nếu mọi người mà cũng đang có sở thích mà chơi những con bét tín nhị nào đó trong cái bộ môn TFT này thì mình cũng đang có khá là nhiều những bét tín nhị nhá. Hoặc anh em mà cần những cái nick TFT hay đấu trên chân lý này, hoặc có thể là liên minh điện thoại gì đó đi, thì có thể nhắn kiểu là inbox cho mình ở trong cái phần Facebook và phần mô tả mọi người nhé. Còn nếu mà muốn test nhân phẩm thì cũng có luôn. Đó chính là ạc 500 kỳ vật. Này, để cho anh em test nhân phẩm. Chỉ một con đường, lập tức bắt đầu một giai đoạn. Nhận một tướng một sao cùng hệ. Cái này mình cảm giác không ngon. Không ngon lắm. Cái này nó dành cái việc kiểu chơi chuỗi thắng thôi. Như hôm này đang chơi con Nomsi à? Đúng không? Ông này ra Nomsi sao ấy?
Ui trời ơi, vé kim cương luôn này. Thấy chưa mọi người, mình lại lên 100 máu rồi. Mình lại lên 100 máu này, đổi lại 4 lần. Mình sẽ không sử dụng đến cái việc đổi lại nha. Mình sẽ check thử xem liệu rằng mình có khả năng bị thua hay không. Nếu mà bị thua thì mình sẽ chưa úp lên level 6 vội. Đây. Bởi vì sao? Mỗi khi mình úp cấp ấy. Ui, Ninao này đồ đẹp thế. Thêm một cái găng tinh xảo nữa à. Ông này thì ui, ngon vậy. Ra Rumble, ông chưa Rumble bạn đại ca. Ông này như là đang có dấu hiệu là đầu tư à. Thế này thì đang muốn một pha gọi là lên level để kiếm 5 vàng 3 sao rồi. Này. Cặp mình luôn nha, mình thắng nha. Joker này. Vihan. Vé kim cương. Ông này đang tuyển nhân sự thành Thánh Quang. Nếu mà bây giờ này mình mà có thêm được một cái lõi công nghệ đầu tư nữa thì game này sẽ là một game mà mình phải gọi là free roll ít nhất là phải lên đến tầm khoảng cỡ 100 lần rồi ạ. 100 lượt reroll luôn nha, nếu như có lõi đầu tư nữa. Ông này cũng đang chơi can trường pháo thủ à? Nhưng mình sẽ win thôi. Mình đang tiết kiệm cái lượt cộng máu này. Ông này đang chơi combo nha. Uầy, combo này sẽ là một combo kiểu là X3 trang bị ánh sáng luôn đấy. Nếu mà lõi cuối cùng là một cái lõi công nghệ kiểu tái hiện thánh quang đúng không? Thì nó sẽ là một trận đấu X3 trang bị ánh sáng cho một vị tướng luôn. Rất ngon. Để lên mốc 5 liên hoàn thì mình sẽ cần thêm một con tướng nữa, đó chính là con Akali. 5 lượt on free rồi, mình vẫn sẽ để im nha. Cái lượt này như lượt free, cái lượt này là lượt free thật hay sao nhở? Ông này thì khởi điểm bằng ấn pháp sư à? Ui, Numsi gì đấy? Chưa hẳn con Numsi đứng đầu luôn. Ảo đấy. Killeris. Bé mèo cute, toàn xỉn. Round này thì mình sẽ lựa chọn luôn một cái gì nhờ, một cái đai máu đi, bắt từng 4 vàng mọi người ơi. Bruno siêu đầu bếp. Xưa là mình có con Bruno màu xanh ấy mọi người, chắc mọi người cũng nhớ con đấy đúng không? Một con Bruno màu xanh, Bruno gì nhờ, Bruno đấy là một con bét đỏ mọi người nhá, mình quên tên nó rồi. Nhưng ngày xưa là một con bé huyền thoại của mình mà. Gọi là trận đấu nào thì mình cũng đều chơi cái con Bruno đấy luôn á. Khá là dễ thương. Xong bây giờ nó ra nhiều bé tí nị quá thì mình sẽ gọi là chuyển sang chơi tí nị. Nhưng mà lâu lâu vẫn thích chơi mấy con Bruno kiểu này. Nói không điêu chứ cái nick của mình nó phải là bộ sưu tập Bruno lên mọi người à. Mình có này nhiều lắm. Nào là Bruno siêu phẩm này, Bruno siêu đồ bếp này, Bruno phải tầm cỡ 7 con Bruno mọi người ạ. 7 con nha. 7 con Bruno luôn á. Rồi, win rồi. Hecarim cầm cuồng đao nó chặt như hắc luôn mà. Với đội hình liên hoàn thì nó chặt thì đừng hỏi tại sao, nước biển lại mặn luôn. Chặt cực gắt nha. Văn Thanh hay X? Ok. Ông này thì tuyển nhân sự và tái hiện thánh quang. Mình đang cần một lõi cuối, nó sẽ mang tên là chính là một lõi đầu tư mọi người ạ. Mình cần đầu tư nha, 90 máu. Xem xét liệu rằng mình có thể thua hay không. Nếu mà không thua thì mình vẫn sẽ đến này đúng không? Cảm giác kiểu mình lên mình bị phí mất 2 máu ấy. Đó. Mình bị phí mất 2 máu mọi người ạ. Rồi, hiện tại mình đang có 9 lần on free nha. Game này mà với combo lõi như thế này mà không làm được 5 vàng 3 sao nữa thì chắc vứt đi luôn mọi người nhỉ. Vihan 72. 72 là biển số của Vũng Tàu đúng không? Nhỉ. Chính xác mọi người nhỉ, biển 2, bể 2 Vũng Tàu đúng không?
Hecarim tiếp ở game này, game độ mình Hecarim à? Thật sự luôn ấy. Có nhiều trận đấu mà kiểu là mình không dùng vàng để ron nha, nhưng mà game nó tự độ cho mình được những con tướng như vậy luôn á. Đây là một game ví dụ như vậy, điển hình luôn. Rakan, virus hỏa gì đây? Rồi, một con gì đây? Một con Katarina này. Lượng lợi tức của mình thì đang quá nhiều rồi. Và bây giờ mình sẽ cho thêm Hecarim một cái trang bị này nha, và một trang bị áo trong lửa luôn. Như vậy là quá ổn rồi. 91 vàng. Nào, cho tớ xin một đội đầu tư nữa là đẹp như tranh vẽ luôn nào, họa sĩ vẽ lõi nào. Thật luôn đấy mọi người ạ. Bây giờ mà ra một lõi công nghệ đầu tư nó thì trời ơi, đẹp như tranh vẽ luôn. Mà xong mà làm thêm được quả một con Serac 3 sao đó thì phải gọi là đỉnh cao luôn đấy. Bởi vì ở trong cái mùa 12 này thì chỉ có Serac 3 sao với là một cái con tướng mà giúp cho chúng ta cảm giác tuyệt đỉnh công phu. Ui, thôi xong rồi mọi người ạ. Chưa gọi hỗn mang à? Nam mô A Di Đà Phật. What the fuck luôn mọi người ơi, 58 vàng kìa, trời ơi. Trời ơi. Không để tin nổi các bạn ạ, à. Nhưng mà mình đang cần một con Serac nha. Sáu. Ui một à, mình tưởng ra 6 nữa thì đúng là ảo luôn, Kalista này. Ôi. Olaf 2 sao Kalista luôn. Trời ơi, game nó độ quá mọi người à. Thật sự luôn. Anh em có thể không tin nhưng mà đây là sự thật đúng không? Trời ơi, kìa lõi công nghệ kìa. Uầy, không để tin nổi luôn mọi người ạ. Mình cứ tưởng là triệu hỗn mang nó sẽ ra một phần thưởng cực lỏ, chứ mà ai ngờ ra hẳn 58 vàng. Đéo thể tin nổi. Trời ơi. Đẹp thế chứ. Game này nếu mà để lên level 10 ở round 4.2 mình lên luôn mọi người này. Đây, đủ cái lượng XP để lên level 10 round 4.2 luôn nha. Nhưng mình sẽ từ từ. Và game này thì cơ hội để mình tìm kiếm một con Serac 3 sao cũng đang rất là cao nha. AC 3 cùng down. Uầy, chơi liên hoàn mà ra thêm quả lõi công nghệ nóng tính nữa. Đỏ thế chứ nhờ. Hiện tại thì vẫn chưa ai cầm Serac cả. Bởi vì sao, nếu mà cầm Serac thì nó sẽ nhìn thấy cái chữ đó chính là thăng hoa mọi người ơi. Và để xem nào, áo choàng này. Mình thì đang cần một con Serac để kiếm cái bùa cỗ xe của nó mọi người nhá. Đó, nó có một cái bùa cỗ xe của Serac ấy. Thì bây giờ mình đang cố gắng ron để tìm kiếm. Thì hên xui thôi. Giờ thời điểm hên xui mà sao nó không dính nhở? Rồi dính rồi. Đây rồi, đẹp quá. Đẹp như mơ luôn các bạn ơi. Thật sự là game này lõi công nghệ đẹp như mơ luôn á. Ý là trận đấu này này, nó diễn ra đẹp như mơ vậy. Ông này thì đang chơi lại xuống à. Người đá hỗ trợ này, Galio. Mình hơi khỏe rồi, mình hơi khỏe so với cái trận đấu ấy rồi. Vậy nên xíu nữa mình sẽ bắt đầu cho đội hình kiểu giảm tải một xíu. Chưa bao giờ khỏe quá mất công đấm đối thủ cút ấy. Vì game này mình được độ quá mà. Mình sẽ tích lượng vàng đến khi mà ra được bùa cỗ xe của Serac. Rồi sau đó mình sẽ một pha xả vàng tiếp nha. Nói chung là vẫn chờ đợi bùa cỗ xe. Killer Rip thì đang chơi một cái ấp trứng vàng nữa. Một con Milio. Mình thời điểm bây giờ thì trang bị đối với mình không quan trọng nữa. Mình chỉ cần ra bùa cỗ xe và xả vàng để kiếm Serac 3 sao mà thôi. Nói chung là bây giờ mà ra bùa cỗ xe là hoàn hảo mọi người nhá, hoàn hảo thực sự luôn. Nếu mà ra bùa cỗ xe. Bùa cỗ xe thì nội tại của nó là gì? Anh em chắc biết rồi, đó chính là một cái bùa thăng hoa còn Serac. Và bùa đó có một cái nội tại khá là hoàn hảo.
là mình đang có một cái tiền tiến độ rồi nha. Và nếu như mình lựa chọn thêm cái đồ cố xe nữa là mình sẽ mua kinh nghiệm với giá chỉ có 2 vàng thôi mọi người nhá. Mua kinh nghiệm với giá 2 vàng và đổi lại với giá 1 vàng. Đó là cái nội tại của cỗ xe và đó là điều mình đang muốn tìm kiếm. Thì bây giờ mình cũng hơi khỏe rồi. Olap thì bây giờ hình như là không ai chơi Olap cả đúng không? Mình xem có nhiều cơ hội như thế này để tìm kiếm năm vàng 3 sao. Một là mình sẽ tìm kiếm cơ hội kiểu run thẳng lên năm vàng 3 sao luôn. Và thứ hai nữa là mình sẽ tìm kiếm cơ hội theo cái kiểu là tìm kiếm một vị tướng 4 vàng 3 sao xong rồi dùng biến hóa để đời. Nó sẽ là có hai cách như vậy. Sau một round thì cái bùa thăng hoa của Serac nó sẽ tăng cho mình đó chính là 8% mọi người nhé. Đó, 8% là bùa thăng hoa. Thì như mình đã nói là bây giờ mình hơi khỏe rồi. Thì mình sẽ để đội hình yếu một xíu để cho đối thủ còn có cơ hội kiểu họ dãy chết ý. Chứ bây giờ mình khỏe quá mà trong khi thực sự là bây giờ mình còn có lõi hồi máu nữa mà. Mới không? Đây, do mình đang còn cái lõi công nghệ để nhanh tiến độ nữa là cộng máu mỗi cộng máu. Thì thời điểm bây giờ thì chỉ được cộng thêm một máu là hai máu là cùng thôi bởi vì mình level 9 rồi. Nhưng không sao. Kalista. Rồi ông Varus 2 sao là khỏe quá, hỏa này. Ui thua đậm rồi. Thua nát người luôn. Rồi 78 máu nha. Hiện tại bây giờ bùa cô xe là tăng lên bao nhiêu? 24% rồi. Maximum của thăng hoa bùa nó sẽ là 40%. Mọi người, maximum của nó là 40% nha. 40% là bùa thăng hoa ha. Thợ săn giờ lên được Olap 3 sao này. Vì ông top 2 này ông đang chơi kiểu là đội hình liên hoàn thôi. Ông top 3 này cũng chưa đang chơi can trường liên hoàn này. Ông top này thì đang chơi Varus đúng không? Vậy nên cái sự lựa chọn Olap 3 sao hay Kalista 3 sao thì Kalista 3 sao thì hơi khó, Olap 3 sao dễ hơn. Rồi 125 vàng rồi. Lợi tức rất ổn. Còn nếu mà việc để mà thua trong round đấu này thì chắc chắn là không thua được rồi. Kalista này. Đây chính là bùa thăng hoa rồi nhá. Bùa thăng hoa này. Nhưng mà nó vẫn chưa ra cái bùa thăng hoa mình cần. 1 Kalista không lên 3 sao được rồi thì mình sẽ đẩy luôn. Như anh em mà không hiểu theo ý tưởng của mình thì sẽ nghĩ là ông này chơi kiểu đéo như vậy. Nhưng mà anh em, nếu mà anh em nào hiểu thì sẽ cảm thông được thôi. Vì sao? Mình game này là chủ yếu muốn tìm kiếm 5 vàng 3 sao thôi chứ không phải là chơi điểm gì hết. Morgana này, Camille này. Đây là 2 rồi mọi người nhé. Toàn xỉn ra đi rồi. Trận đấu bây giờ nó cũng đang hạn hẹp rồi. Kéo xuống chỉ còn có 4 người chơi nữa thôi. Và chắc chắn mình cần phải một pha gọi là xả vàng tuyệt đỉnh công phu thôi mọi người ơi. Xả hết vàng thôi. Đợi ra bùa cỗ xe đã bao nhiêu phần trăm rồi? 24 này. Lên được bao nhiêu? 32% rồi. Vĩnh viễn tăng tỷ lệ à? Không ra thôi. Không nên run nhiều mọi người ơi. Nó không ra thôi, không nên run nhiều nha. Liên hoàn thì bỏ qua mọi người, bỏ qua liên hoàn đi nha. Olap 3 sao vẫn sẽ là sự lựa chọn của mình. Hôm nay đang chơi liên hoàn 36 máu. Morgana 32 máu này. 6 can trường. Rồi. Cứ chấp đối thủ một xíu đi. Khi nào mà đúng thời điểm thì mình sẽ bắt đầu xả sau. Còn chưa đúng thời điểm thì cứ chiêu chiêu đã. Anh em hãy đợi mình nha. Chuyển ra bùa cỗ xe thôi là mình sẽ cho anh em xem một pha gọi là xả vàng tột đỉnh này. Xả hết tất cả những gì mình đang có luôn. 36 máu đang cực cháy. Nasus thì như là đang có dấu hiệu lên 3 sao rồi. Level 8 mọi người nhá. 4 hỏa level 8. Nasus chuẩn bị 3 này. À không phải à. Varus của ông này à? Dyna tiếp mọi người này. Là mới cửa hàng này. Đây rồi, ra rồi mọi người ơi.
tập trung chính vào con xe rác mọi người nhá. Không bắt tướng khác, chỉ xe rác mà thôi. Tập trung vào xe rác mọi người ạ. Không ra rồi. Hiện tại thì mình sẽ chỉ còn thiếu á. Ui có xe rác à. Hy vọng là đừng, hy vọng là ông can trường này lấy. Thì bị ông can trường này chỉ còn có 3 máu thôi. Rồi 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 rồi. Xe rác, xe rác, xe rác các bạn ơi. Ok có xe rác nha. Bây giờ thì mình sẽ chỉ còn một con xe rác nữa sẽ lên 3 sao. Và chắc chắn rồi. Nhân tiện cơ hội này thì mình sẽ xả luôn. Để xem có ai cầm xe rác chưa nhỉ? Ông này không chưa cầm, ông này chưa cầm đúng không? Ông này chưa cầm luôn rồi. All in. Vẫn đang hồi hộp mọi người, chờ đợi. Uầy, Ron Bryo chuẩn đến 3 sao luôn rồi mà Serac không chịu ra nha. Quay cầm chứ vậy, hay ông nào khóa chứ vậy. Giá như bây giờ mà ra được một cái bùa kiểu là máy nhân bản cỡ lớn thì tốt biết mấy mọi người ạ. Làm mới tất cả từ 5 vàng à? Ui, như vậy cũng không ra nổi luôn. Để xem nào. Morgana. Chết thật đấy, nhiều khi như này cũng hơi nguy hiểm mọi người ạ. Mình bán cả Dyna đi luôn á. Để Ron luôn á. Vì sao chỉ lên được cái Slack 3 sao thôi là mình có thể tìm kiếm những biệt thự khác 3 sao được mọi người ạ. Nên mình mới bán như vậy nha. Thì Slack còn một con mà. Bởi vì Slack 3 sao phát mùa cỗ xe là bùa kiểu là tiêu diệt tất cả lợi nhuận cho ta thì vàng. Ui đây rồi, hay quá mọi người ạ. Vừa nói xong ra luôn. Perfect. Chính xác đấy là thứ mình cần nha. Rồi bây giờ thì chỉ cần nhân phẩm trỗi dậy. Còn cái việc mà con Briar 3 sao thì nó chỉ là thời gian thôi. Bởi vì có một con mà. Mình sẽ chỉ cần một round của Serac tiêu diệt tất cả lợi nhuận cho ta là thành công mọi người ạ. Có máy nhân bản không? Có thì càng tốt nha. Đây rồi, hai cục tất cả lợi nhuận cho ta. Tiện thể Ron luôn. Ron luôn, Ron luôn, Ron luôn. Ron luôn. Morgana thì bỏ qua đi mọi người nhé. Bởi vì đang có đối thủ cầm Morgana rồi. Mình sẽ không bắt Morgana nữa. Nãy Dyna ra liên tục luôn nhở. Bây giờ thì như này lại không ra Dyna thì mình cũng hơi khó hiểu đấy. Rồi ok. Ông này gặp bạn nào của mình luôn à. Căng vậy. Hai ông đều gặp bạn nào của mình này. Một vàng vàng rơm rồi kìa. Ui rồi, ui rồi. Dyna này, Milio này, Camille này, Milio này. Bray của 3 sao luôn rồi nha. Morgana. Đâu rồi? Right now. Milo tiếp rồi. Mình sẽ có thêm cơ hội để lên Dyna 3 sao và Milo 3 sao nữa mọi người ạ. Bryo lên trên đầu luôn nha. Để đấm một phát cút luôn. Thì bây giờ hai ông này sẽ gặp nhau này. Còn mình sẽ gặp ông này. Thì hy vọng ông 12 máu này sẽ thắng được mọi người nhá. Chứ ông 12 máu này mà thua là coi như là end game luôn rồi.
cố lên. Đi luôn rồi, chào mọi người nha. Trận đấu kết thúc mọi người ạ, rất đáng tiếc. Wow, nhưng ba lô công nghệ đẹp quá. Chào mọi người nha, cho mình một like, subscribe. Bye bye.